Dạ nếu mà anh chị lấy chơi chung hết luôn á, lấy được hết luôn á thì em để luôn. Đó, chứ chứ nhiều mắc khi lấy bán lẻ thì bán không được. chứ mắc công có một cây là ấy là cũng có nhiều đâu Dạ. đó, phải hợp lý cho cả nhà, kèo được cây này đã lắm, em đứng vô thử cây Cái này chơi chung lô thì để anh chị chơi luôn. thôi. Ừ, chứ đúng ra ý là tính bán giá cao hơn nhưng Dạ. mà thôi. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của Thọ tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô mai ha. Thì có mai ghép và mai mai tàn luôn nha cả nhà. Thì mai ghép trước mắt chúng ta thì bên nhà vườn có một lô mai phải nói là mai đại lộc, phải nói là nhìn vô là phải nói là tê luôn cả nhà. Nụ nút thì nó đã dữ lắm đã. Hàng này thì cô chú anh chị mình đi chợ Tết thì ngon lành nè. Rồi chào Thọ nha. Dạ. Thì bên nhà vườn mình hiện tại là có khoảng bao nhiêu hàng mai nè em? Dạ này Loại này. khoảng 35 đến 40 gốc anh. 35 tới 40 gốc ha, Dạ. mình bán giá làm sao à? Dạ 1,5 triệu gốc. 1 triệu rưỡi một cây là giá sô Dạ giá xô. ha. À, giá sô là 1 triệu rưỡi một cây, ví dụ như giờ mình cho 40 cây đi là có cho, ví dụ mình ta mua tầm khoảng bao nhiêu cây là giá 1 triệu rưỡi? Có Dạ có. dạ có ấy thì khoảng 35 gốc. Như À mình dẹt ra mấy gốc xấu à. á. Ừ, coi như là có bỏ ra được số gốc xấu ha. Thì những cái hàng này phải nói là cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà, và cái giá là em thấy rất là hợp lý. Ôi ôi cô chú anh chị coi cái dàn nụ nè, cái này thì cả nhà mình đừng có sợ là tự nụ về rồi nó nở sớm, không có đâu nha, đại lộc nụ nó vậy đó, nhìn vô là nó kẹo kéo như thế này nè, và tàn tố rất là xum xê luôn cả nhà. Như cả nhà cháu thấy họ đứng đâu, em có bốc nổi không, bốc thử hở cây cho cô chú anh chị coi thử ra đó, nhìn nặng dữ ạ. Đó cái chặng này nha, rồi quá là ok rồi, được em. Nặng. Rồi cái cây kế đi, cây kế đi, cây này chắc tàn nhỏ hơn nè, cho cô chú chị mình xem cái tàn thôi. Đâu, đâu hết biết chưa? Đó, cái tàn này cả nhà, triệu rưỡi cây. Rồi. Đại lộc, cái hàng này ghép được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ cái này khoảng 3 mùa rồi nè. 3 mùa. Cái ba đây ba ba bốn mùa. 3 mùa mà nuôi được vậy là dữ lắm nha, tại đại lộc cũng khó nuôi nha. Không phải gì mà nó hơi bự bồ trĩ. Tồi ô dần nụ. Hết biết. Đã thiệt cả nhà, vô là thấy mê rồi đó. Thì cái lô này cô chú anh chị mình ví dụ như cảm thấy mà có ưng, có nhu cầu thì mình điện liền nha, chứ quay quay là bán mất cái lô này ổn dữ lắm. Gốc thì nó dao động chắc tầm khoảng Cái này thì chạng chừng 10 17 18 tới hai mấy nha cả nhà. Nhưng mà cái cốt gốc thì cái cốt rất là to ha. Có mười mấy luôn, nhưng mà dao động tầm 20 lên nhiều. Như cái này thì không tới 20 nhưng mà cũ nó thì tầm hai mấy nè. Cô chú anh chị, trời ơi cái cốt ghép này trời. Cái đại lộc của cốt ghép hết biết luôn. Dàn nụ nữa cả nhà, thì coi như mình dạt ra được những cây nhỏ và cây trống, ví dụ như cây này cả nhà có dạt ra, dạt dạt thì em lấy cây này cũ đẹp dữ lắm. Cây này thì tán hơi nhỏ nha, cái cội cái thân cũng hơi nhỏ nhưng mà cũ quyện chản luôn đó. Cây này mà mua mà có dạt ra thì ở với em mình chạy vô em lấy nè, quá trớn cái dàn nút đẹp tuyệt vời luôn. Và cái này thì hình như có một vài cây Dạ, dạ có một vài cây giảo Đức ít thủ nè, thủ dạ đức ba ha, cây gì vài cây thủ đức ha, còn nhiều là đại lộc hết. đa số là cây lộc. Ôi dàn nút anh quay mà anh thấy cái giờ cái mai gì mà nút nhiều cái tự nhiên nó nổi da gà kỳ cục nhé, dập dịch dập lên thấy nổi da gà. Mà cái đại lộc thì cả nhà mình biết đó, nó là nó coi như là nụ thì nó dữ dằn lắm, và cái bông nó bự ha, bông nó cực kỳ to và cực kỳ đẹp luôn. Mà cái nếu như mà nuôi tới cỡ này thì chắc ba cái hàng mà kiểu như năm cánh chắc cắt dục hết rồi chứ Đó. đâu còn hả, Đó. Hàng này là lựa bông đẹp không á, chứ ba cái năm cánh thì cắt ghép lại hết rồi. chứ đâu còn tới giờ, Đâu còn. cực kỳ không phải nói là quá đã cô chú, tuyệt vời luôn nha. Cái này là con mình có tính bên này luôn hay không, hay là bên khu bên này không là được 40 cây Dạ có mấy cái này như tiện mấy cây á, à? còn còn mấy cây xấu là em có điếm rồi không có tính ra. Rồi coi như là bên này cũng có nữa nha Dạ. cô chú chị, ví dụ như những cây này thì cái phong nó cao nè, phong nó cao thì có tính luôn những hàng bên này, nhưng mà những cái cây nó nhỏ quá là mình không tính chung là cái loại mà chặn 40 cây ha. Đây những cây này nó bự dữ lắm nha, to bự cao này tầm cả mét mét mấy ha, mà dàn nút thì đây dàn nút là nhìn thấy uy tín liền, còn cái bông thì càng uy tín hơn ha. Đây bông nè, bông phải nói phải cái dùng cái từ chà bá nó mới hợp ha, bông chà bá luôn ha, Bông năm nay nuôi quá tệ cái quá đẹp anh dàn nụ. Có cái này luôn chứ hả?
Dạ, cái này giá khác anh ơi. giá khác ha. Dạ. Tại quá, tại có cây Rồi nó có nằm, cây 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 này ừ, tại có cây này nằm lẻ nha cả dạ, nhà. cái đó nằm lẻ. Rồi Ừ, anh chị nào thích thì giao lưu luôn. này nó cao, nó bự lắm. Dạ, cây này 2 triệu đi. Cây này 2 triệu ha. Dạ. Thôi miễn mua chung luôn, để cho người ta luôn đi. Dạ, nếu mà anh chị lấy chơi chung hết luôn á, lấy được hết luôn á thì em để luôn. Đó, chứ Chứ nhiều mắc, khi lấy bán lẻ thì bán không được. chứ mắc công có một cây là ấy là cũng có nhiều đâu Dạ. đó, phải hợp lý cho cả nhà. Kèo được cây này đã lắm, em đứng vô thử cây Cái này chơi chung lô thì để anh chị chơi luôn. họ. Ừ, chứ đúng ra ý là tính bán giá cao hơn, nhưng Dạ. mà thôi miễn tưởng cao hơn chừng 5-7 triệu đồ gì, còn thôi 2 triệu thôi, để cho cô chú chị mình luôn đi, chung lô luôn đi. Ồ, cho nó ngọt một cái, Dạ. đẹp lắm, đẹp cả nhà. Nuôi quá trớn, cái gốc thì không bự không ha, gốc tầm khoảng xem 20 thôi, nhưng mà cái dàn nụ cái dàn tàn nuôi không nhận, cái nuôi đại lộc khéo thiệt. Rồi kế tới là bên nhà vườn mình có mấy cây mai cũng khá khá là lớn nha, hai cây dáng cực, chiến cây dáng bay, thì cái giá cũng hấp dẫn nha. Quanh gốc thì tầm khoảng hai cây này tầm khoảng cứng cứng 30 ha. Đâm bước vô ngay giữa thử cây, cái tàn thử cây đó, thì cứ 5 triệu một cây, muốn lấy cây nào lấy. Có đây có một cặp cây đó, thì cái tàn thì chưa bằng, nhà vườn tới nói tính không bán, nhưng mà thấy một cặp cũng xứng xứng thì về nhà mình để một cặp cũng được ha, 5 triệu một cây. Tôi nói về cái dàn nụ thì khỏi phải chê nha, tuyệt vời cái dàn nụ. Cái nhà vườn mình là nuôi là dàn nụ là thấy là ghiền đó cả nhà, đã lắm rồi. Và đặc biệt ở đây có một cái cây này thì cái giá, nghe cái giá 5 triệu là thấy phê. Em đứng bên 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 trong cây này ghép tổng khoảng hơn 4 năm ạ, Dạ, hơn cỡ bốn 5 năm, năm dạ bốn năm rồi đó. cái dàn nút nữa cả nhà, dàn tàn là đâu đâu, em lấy cái tay em xải cái tàn thử cho nào đó, cả nhà thấy không, 5 triệu cho cây này thôi, 5 triệu nha. Cái này theo theo em nha cả nhà, cả nhà mua cây này về bấm luôn cái đây, nó làm như cái cây cúc mâm xôi luôn. Cho nó liền lại À, à, ha. khỏi cần lấy cái đọt gì mất công, À, là nhìn ghiền luôn. Đây quay ở dưới cái dàn xương lên trên nè, đã chưa, dàn xương thì cứng ngắc luôn, già, và cái gốc bự dữ lắm, bự nha. Gốc này không gọi như đo ba mấy quanh dạ nữa, 35 hay vậy. 35 hoành là miếng Dạ. đo, đo ngay đây nha cả nhà, chứ cái đít nó Dạ, dữ lắm. đích 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 hơn. Thì cái giá này thì không còn gì phải bàn ha, nhưng mà cái giá tại vườn nha, chứ không có ship lẻ nha cả nhà. Đó, giá tại vườn đó, giá này thì ngon lành cả. Và kế tới thì bên nhà vườn mình sẵn có quay quay luôn là có 4 cây mai chiếu thủy nha cả nhà, chặng lớn như thế này nè, là nghe cái giá là hú hồn luôn nha cả nhà, 3,5 triệu một cây. À, 3,5 triệu. Cái này chắc con nuôi cũng lâu dữ lắm nè, Trời ơi, lâu lắm rồi thôi. nói về để được cái mâm này thì lâu dữ lắm nha cả nhà, 3,5 triệu một cây, giá này rất là dễ chơi luôn nha cả nhà. Tàn túa xung xê được mấy cây hả? Dạ, 4 cây anh ạ, trong đó 1 cây với bên kia 1 cây. Nó cả nhà coi cái tàn vậy đó mà 3,5 triệu một cây đó. Cái này thì giá này thì không mua, không biết đem đi đâu mà mua. Thôi chơi gì bán rẻ quá, mấy ông kia ông ngồi ông canh mà nghe mà thấy bán rẻ quá ông giận luôn á, mấy ông chưa quay á. Đây cái đây một cây bự chảng nè cả nhà, Cái đó đẹp, cái đó hình cây này quá trớn, cái gốc bự, đang bước vô cho thấy cái chặng cỡ nào em. Rồi quá im, tàn bự chảng vậy luôn cả nhà, 3,5 triệu nha. Thì cô chú chị mình xem clip rồi mình thôi, cái clip này gắn xem hết clip nha cả nhà, thầy thấy cái giá im quá mà mình bỏ lỡ khúc sau còn nhiều cái hấp dẫn lắm. có quay mấy cây mãn thủy nhỏ không? Đây nữa cả nhà, cây này bự chảng luôn nè, cũng 3,5 triệu luôn, mê chưa. Thôi để bà bển. Rồi thì kế tới thì bên nhà vườn mình có cái lô mai tàn nha cả nhà, lô này thì cực kỳ đẹp luôn nha. Thì nhìn tổng quan thì nó rất là đẹp và cái nút nó ngon lành lắm, nhưng mà em chưa có vô sâu ha, mới nhìn sơ sơ ngoài thôi. Thì mình có bao nhiêu mặt hàng, giá dao động tự nhiêu hả? Dạ có 4 mặt hàng, khoảng 30 gốc 3 triệu, với khoảng 50 gốc 2 triệu, với khoảng 60 gốc 1 triệu rưỡi, với khoảng 30 gốc khoảng 8 tâm, Là cái hàng nhỏ tâm. 800 ha. Dạ. Rồi. Ừ, Rồi rồi. nhỏ nhỏ khoảng 40-50. Khoảng 40-50 ha. Dạ, Rồi cái 40-50. hàng trước mắt chúng ta là giá 3 triệu phải không? Dạ, 3 triệu. Quá trời đẹp mà, chụp tấm hình luôn. Rồi thì cái này tầm quanh tầm khoảng nhiêu ta? Cái 3 triệu này khoảng 22 tới 25, 26 thôi. 22 tới 26. Cái lô này thì
gốc bự mà cũng phải. xin báo cả nhà mình thì cái gốc nó không có to lắm nha, nhưng mà phải nói cái tàn tàn ha, nụ nút được thì quá là ok luôn. Đây dạy vô bên trong ha. Dạ. Chậu này chậu 6 hả? Dạ chậu 6, ừ. Có chậu 5 nữa. Ôm mà cái lô chậu, này. Chậu 6. Mấy cây chậu có 6 mấy chậu chậu. 7 à. Chậu 6. Ừ. Nhưng mà cả nhà mình Thì thấy mình đừng có so sánh với cái chậu, đừng có xem cái chậu, cái tàn nè. Cái tàn thôi. Cô chú anh chị coi cái tàn này hết biết nè. Tại vì á cô chú anh chị biết mình vô cái chậu nhỏ là dễ nuôi. Ôi vô tàn tú nụ nút nè, nó về về luôn rồi. Bông vậy thì ok rồi ha. Nhìn cái màu lá là thấy cái bông là thấy đã rồi. Nụ nút thì hết biết luôn. 3 triệu một cây thì chỉ có 30 cây hả? Dạ, khoảng 30 cây 3 triệu. 30 cây 3 triệu. Nuôi dần tàn đẹp quá đẹp. Nè cô chú anh chị, nụ nè. Dở lên một cái là thấy nổi da gà luôn mà. Quá trớn nụ luôn. Nè, thấy chưa? Nụ vậy thì Tên nó gì? Quá tài. nó đeo như ổ gùi đó mà. Quá trớn ha. Đẹp quá đẹp. Đây thì những cái hàng này là 3 triệu hết luôn ha. Rồi, đi về dài trong luôn đi. Rồi, trong này thì cũng có số vô thay qua chậu 7 nữa. Thì chậu chậu 6 chậu 7 gì cả nhà mình đừng 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 có tính, tại chủ yếu là cái tàn thôi. Hàng này thì cũng xin nói thẳng luôn, so với cái mặt bằng chung thì cái hoành nó không có to nha, nhưng mà cái tàn nó cực kỳ luôn. Tàn thì nó là phê rồi đó. Nè, rồi dàn nụ nè. Chủ yếu là chất lượng ha. Quá đẹp. 30 cây hàng 3 triệu. Nói chung á thì trong nguyên lô thì lựa cái hàng này cơi cái nha. Trời ơi tàn tú rồi nha coi. Dữ dằn dện luôn mà. 3 triệu một cây. Nuôi đạt quá đạt. Nó có cái này tầng ngang giống 2 mét quá. Hơn tàn nặng mấy cây này tàn ngang hơn 2 mét. Quá trời. Hết biết cái tàn luôn. Mà tàn này bấm kẹo chứ không phải tàn À, thả nha kẹo cả nhà. là tàn là bấm kẹo đặt cái tên giống cái lòng. Chứ không không phải tàn thả nha cả nhà, mình nhìn thì biết rồi. Cái lá nó dựng đứng lên mà nó thẳng cứng, cái cành nó thẳng cứng mà chứ không có dịu hoặc ha. Này thì quá ok rồi. 30 cây. Ôi cái cây đó để ngoài anh quay vô thử Dạ coi, dạ anh quay ra quay đứng vô ngoài đi. quay vô Cái cây nhìn này mới đã nè, nó đẹp hơn cái đầu kia. à, giờ khúc này nó bự hơn nữa ha, Bự hơn đầu nãy kia. nhìn khúc kia là thấy đã rồi mà khúc này hết biết cả nhà đó. Nhìn thấy mê chưa, thì 3 triệu một cây vậy thì xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cái tàn đó đâu em thử ôm gá gá thử rồi. Nó cũng không có dính dáng gì trơn Không có dính nổi. à. Quá trớn là dàn xương thì cứng ngắc nha. Chung thì lô mai thì là mai tàn, không phải mai thế nên đế thì nó nằm dưới hết trơn rồi. Đa phần mấy này thì ông nhà vườn ông trồng ông chôn rồi đem về cái mình nuôi lại cái chôn nữa. Qua đấy này là 2 triệu rồi chứ hả? Dạ, qua đi 2 triệu. 2 triệu bên này. Ôi mấy hàng 2 triệu nó cũng anh em với cái hàng kia. Bạn tố hết biết vậy. Đẹp lắm cả nhà. Nguyên bên Dạ, này là dạ, còn dạ mình thắng rồi kia luôn. này là 2 triệu luôn chưa? Dạ, 2 triệu. Tôi 2 triệu đẹp dữ vậy hả? Dạ. Đó. Ở đây có cái rảnh Có gạch nè. Có cái rảnh nè. đi ngồi té. Nhưng rồi đi quay quay ngoài kia, đi qua cái cầu nhỏ xíu à, nói tại dân miền Tây mà mới nói một cái nó xém chút xíu nữa bay Dũng à. Đi không có giờ mà. Rồi nụ nút ngon lành luôn cả nha, tàn tú phải nói tuyệt vời luôn ha. Nhà vườn nuôi đẹp quá. Thì sao ta cái này thì vừa là mình báo cái giá sô ha. Dạ cái giá số. Giá sô tại vườn, ví dụ như cái lô đó cái cây nào xấu quá bỏ Dạ ra. đúng rồi, cây nào xấu Ừ. mình bỏ ra. Như mấy cái tàn như lỏng lỏng như thế Dạ này thì cây cô chú lỏng. anh chị mình không lấy cũng được. Dù vậy đó thì nhà vườn nào cũng vậy, em nói tiễn cỡ nào tiễn ra nhưng mà cũng phải có cây cây dạt ha, chứ không nói mà giờ tôi 30 cây thì lấy hết 30 hoặc là 50 lấy hết 50 thì thành ra không Dạ, được. qua đây đi chỗ dễ thôi. Này cũng còn hàng 2 triệu ha. Dạ, đi vào đó luôn. Đẹp quá. Thì cái này á cả nhà, ví dụ cô chú anh chị mình có lấy ví dụ giờ trước tiên ở đâu cũng vậy ha. Giờ nhà vườn nào cũng vậy, như mặt bằng mình chưa có thì nhà vườn sẽ cho gửi tới nụ nút cứng luôn thì lấy ha. Còn tới cái vấn đề mà lãi lá nữa thì cái đó thì mình đó mình hợp đồng nhà vườn nha. Có nhà vườn thì người ta lãnh, nhà vườn không nhưng mà lãi lá thì phải chịu tiền thêm rồi. Còn khi mà cô chú anh chị mua mình gửi khi mà có mặt bằng, tới khi mặt bằng mình chở thì cái đó thì nhà vườn sẽ chăm sóc chúng ta. Chưa có thảo luận luôn nhưng mà thấy vườn nào cũng vậy, chắc vườn dạ mình cũng vậy dạ dạ thôi chứ. Khó quá không mua à.
Nói chung á thì em đi quay thì cho, nói chung thì xã tạo điều kiện sao mà cho vừa cho nhà vườn với cô chú anh chị mình mua bán lợi thì hai bên đều có lợi ha, mua bán được là em mừng. Ồ, dần nút dần nụ, cả nhà có cái chột nè, cái chột như thế này thì lật cái lá ra một cái nó bung lên một cái nụ, nó lên một chùm bông thấy đã luôn á, đều bon rồi nha, nụ nút ngon lành lắm. Chung thì giờ tối hù em quay chú dần tán cho cả nhà mình xem thôi. Hình như năm rồi cũng quay chiều chiều tối tối phải Dạ, nó năm rồi cũng quay buổi chiều. không? Ừ, chiều năm rồi có nắng, năm nay Dạ. mưa. Này cũng này là còn hàng 2 Dạ triệu hả? dạ dạ còn. À, đàn đẹp quá, đồ nút này ok ha. Nó ra tới cái hàng này nè. Ờ, nhìn đây nó đã gì đâu, ngoài nhìn vô mê ha. Rồi qua tới cái này là nhiêu? Hàng, Dạ, 1,5 triệu. triệu rưỡi hả? Tính ra cái hàng hàng 1,5 triệu nó xê xích với hàng 2 triệu cũng không nhiêu nữa Dạ. ha. Đã chưa? Cả nhà thấy hàng 1,5 triệu thấy xứng đáng đồng tiền mắc gạo nha cả nhà. Bởi quay càng về sau á, vườn càng đẹp mà giá rẻ nữa. Mấy ông mua đầu bữa có ông bạn comment trên cái bài nó, trời ơi mua hồi đầu cái giá nó cao mà thêm cái nữa người đem về nụ nút không biết sao nữa, còn giờ là nụ nó hiện sẵn ở tên lộ hình nền hết rồi, em đem về nó cũng nói chung là rất là an tâm hết cả nhà, Nói chung cây chỉnh rồi. chỉnh hết rồi. Như lúc này thì nụ nút của nhà vườn làm ok hết rồi. Như mấy cái ông này, mấy cái này thì bảo đảm là nó nở một cái cả nhà coi mê luôn á. Nhìn cái dàn dàn cành này thì lên cái bông này, chắc không nhỏ nổi. Là 1,5 triệu là khu này quanh kia luôn hả? Dạ, đi lên tới đây luôn nè thật. Tới mấy cây cao này luôn Chất lượng chưa? Cả nhà thấy đã nè. thiệt. Tới mấy cây có cao này luôn nè. Và đặc biệt như nãy cả nhà mình thấy cái dàn mai ghép cũng vậy ha, dàn mai tàn cũng vậy, nhà vườn mình nuôi là dàn nụ là ngon lành. Thì cái này cả nhà mình thí dụ như có nhu cầu cái loại nào thì nhờ chỗ họ báo thông số hoành đồ này nọ giùm em nha. Nói chung thì chủ yếu là em quay cái giới thiệu cái nhà vườn thôi, thì giới thiệu cho chúng ta có mặt hàng nào nào đó thôi, chứ còn để quay kỹ hết thì chắc quay cả ngày. Quay mà báo giá từ cây, trời ơi cái bông này nó có khác gì mai giảo đâu trời, Cái bông này nè, khác gì mà giảo Thủ Đức đâu hết cả nhà. tàn kiểu Này nói về cái tàn thì hết biết luôn, này 1,5 triệu, hàng 1,5 triệu đây ha. dạ 1,5 triệu. Rồi cả nhà coi cái cây này lùng hơn mấy kia nha, nhưng mà nhìn cái tàn tàn về thiệt tình là nó đẹp mê luôn cả nhà. Thì có một số cô chú anh chị mình coi như là mới chơi mai á, mình cũng không rành không á, thì hỏi những cái mai tàn em qua hay quay á, là loại mai gì, thì nó là dòng mai giảo nha cả nhà. Còn riêng về cái góc độ em ấy, không có nói gì mấy cái kênh khác, nhưng mà cái góc độ của em ấy thì nói giảo Thủ Đức riêng đó thì em không có chịu nha, nói giảo Thủ Đức thì em không chịu, tại vì khi một khi cái giảo Thủ Đức mà nó rớt cái hột xuống rồi á thì nói giảo Thủ Đức riêng thì được, nhưng mà nói giảo Thủ Đức mà cây dày thì nó không có đúng, tại vì nó rớt lên là nó rớt xuống là nó hụt phấn chéo thì nó không bao giờ nó giống được cái tính của bố mẹ, từ khi cả nhà mình ghép thôi mới gọi là giảo Thủ Đức ha, còn mình có thể gọi là giảo riêng thì nó dòng giảo thôi, riêng em vậy thôi nha chứ quá trớn cái tàn với cái nút. Nên tháo vô cây này là nụ hết biết luôn. Cây này Thôi cái tàn thôi nó không không chín nhưng mà nụ là ừ. dữ dằn. Cái tàn thì nó không giữ bằng ta, mà cái nụ nó như Dữ cây đại lộc luôn tài. đỏ luôn. Trời ơi cái nụ nó giống cây mấy cây đại lộc Đó, đúng như đại lộc đó nè. không? Ừ ổng nuôi cái màu cái nụ đó, có cái bài gì chắc dữ tợn lắm ta, ngồi vô hỏi ổng coi. Chỉ mấy anh em mình mua về đồ làm nụ đồ cái hạt cây nào mà nụ chưa đạt không đó, và thì thông thường á nha, khi mà cái cây mai mà chúng ta làm nụ thì cái nó hay bị đổi màu lá nha, lá nó không có được xanh nữa, mà cái lô này xong vừa nụ vừa đẹp mà cái lá vừa xanh nữa đi chứ. Thông thường á, cái cây mai đầu mùa nuôi thì nó tốt nó dễ lắm, nhưng mà tới cái cuối mùa mình giữ được cái màu xanh nó ít lắm cả nhà, tại vì khi mình chúng ta xài mà phân mà nó có nhiều kali để nuôi nụ á, thì nó bắt buộc nó phải rụng lá lượt lá để nó nuôi dần nụ mình, cái đó là phải bắt buộc rồi. Mà sao cái này cây nào nó xanh lè mà nụ thấy ghê mà đọt đâm ầm ầm đây chứ, lạ lùng đấy chứ. Nút nè mê chưa, rồi qua tới hàng hàng rẻ nhất đi, Giờ hàng tám ở bên kia. trời ơi đâu bỏ được cây này Cái này chăm chích luôn. ta. Ông nuôi cái kiểu như mà cái ổ ông ruồi vậy mà, ui nổi da gà. Thiệt người hay quá, chắc tối ngày ông chăm có nhiêu đây không chứ gì. Đó, tối ngày
Rồi kế tới là hàng 800 hả? 800 chắc từ khúc này quá. Dạ. 800. Từ khúc này lên đây. Nhìn đây chứ quanh đó. Thì nói gì cái vườn của mình thì nụ nút thì cả nhà khỏi chê ha. Thì dàn tạng nó tầm cỡ này nè. Đó chỗ em nó đang đứng ha, tạng cỡ này thì 800 ngàn một cây đó. Nó dàn nụ thì thôi quá trớn. Mấy cái thấy bên này cây này nó hơi lép lép tàn mà. Đứng xa dữ lắm xa mà còn thấy cả nhà. Mà thấy nụ tước. Ôi ôi nuôi nụ sao mà nổi da gà thiệt chứ. Đó vậy đó cả nhà coi. Siêu đủ siêu bông gì đi mua cây ghép gì mua cây ghim về chơi cho nó đã. Rồi, thối thần thiệt chứ. Nụ hay quá. Rồi khỏi cần lựa giữa tân nha cả nhà, dập cái cây nào lên cũng vậy. Đây. Ông này cũng còi còi mà ông lên bây giờ bắt đầu con số nó bị đi bông gió. Hết biết cái nụ không? Đi 1, 2, 3. Còn những cây này thì tàn còn ngon lành cành đào nha cả nhà, tàn tum sum xê. Thì 800 ngàn đồng cây thì cả nhà mua về thì nói chung thì cái giá rất hợp lý. Cái lô này khoảng 40-50 cây hả? Hơn 40-50 cây ha. Nè, lúc nè. Ôi ôi nuôi ham đâu ta. Thì cũng lô nào cũng vậy ha, ví dụ như cái nào thì tệ quá mình bỏ ra, cái nào nó đạt thì chúng ta lấy ngoài vườn ha. Ôi nụ nút thì chỉ quay sơ ra là thấy nó lú ra ngoài hết trơn mà. 800 ngàn một cây. Nói chung thì những cái hàng này thì bán hàng rút vốn thôi, chứ cũng không lợi lắm nhiều, tàn trố bự chảng thế này đây. Thì cả nhà mình có thấy ưng á thì liên hệ nhà vườn ha. Chung lâu này em thấy khá đó. Thì mình mua bán trong cái tầm của mình thì ngon lành. Thì nội dung bên này thì nó chỉ có mấy chục cây thôi, nên đi dợt sơ lại cho cả nhà mình xem hết tổng quát cái rồi mình kết thúc cái clip ha. Thì xin nhắc lại cho cả nhà, nhà vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Bên nhà vườn mình gồm có 4 mức giá, bên mai tàn là 800, 1 triệu rưỡi, 2 triệu và 3 triệu phải không? Dạ. Thì như cả nhà mình thấy trước mắt em là hàng triệu rưỡi nè, nó như cây rơm hết luôn á, chứ còn qua 2 triệu thì đẹp nữa và 3 triệu thì tuyệt vời luôn. Rồi cái mai ghép đó thì cái lô có một lô show đó thì cái giá thì 1 triệu rưỡi ha. Lâu đó thì em thấy cũng khá là ok luôn. Nhà mình coi quay thưa thưa ra nhìn dàn mai mình đã ha. Và khu này quay ngon nè. Tuyệt vời chưa? Thì những hàng trước mắt cả nhà mình thấy là cái hàng đó là 2 triệu quá. Dạ 2 triệu. À cả nhà mình thấy 2 triệu ha. 1 triệu rưỡi có 1 mét đó luôn á Thảo, 1 triệu rưỡi đường đó luôn. À khu này là 1 triệu rưỡi hả? Dạ. Khu này 1 triệu rưỡi ha. Dạ dạ khu này 1 triệu, 1 triệu rưỡi nè, nó tới cái clip đó đó. À rồi vậy. Mấy hàng lên đó đó mới là 2 triệu. À đây đây dài dài đây 1 triệu rưỡi. Thấy nó cũng ngang ngang, hàng nào cũng đẹp, cũng tàn y chang hết. Rồi 1 triệu rưỡi, 2 triệu và 3 triệu, cả nhà mình thấy nó rất là đẹp luôn. Nhà vườn nuôi nhìn nó đã mắt ha. Vậy sao chứ? Ồ cái cây trong đó nó cái tàn. Dạ cái này làm như mầm sôi. Mầm sôi luôn. Hết biết đẹp. Thì những cái cây mà khi cả nhà mình thấy những cái đọt non này nè thì đem về thì tức sao cũng bấm nha. Mà bên trong thì cả nhà mình khỏi lo cái dàn nụ, nhà vườn nuôi cả nhà mình khỏi lo. Rất là đẹp luôn. Mê ly thiệt chứ. Bởi nuôi dày nè cả nhà mới có thấy ham được, còn có những nhà vườn không phải nói, mình nói chứ vô mình quay một cái là thấy mình thấy gầu nhà vườn luôn á. Như sáng có đi có quay một nhà vườn thấy gầu lắm. Chung bỏ vốn liếng ra rồi mình nuôi không đạt á, coi như là bán rẻ, mà bán rẻ chưa chắc mà được cô chú anh chị mua ủng hộ nữa, tại nó xấu quá mình mua về cũng đâu làm gì được, nuôi phải như vậy nó mới mê. Ôi ôi nhìn màu xanh đã ha. Rồi thì thôi chắc em cũng kết thúc cái clip tại đây nha cả nhà. Cái clip dài quá cả nhà mình coi ngán, thì nếu cả nhà có thấy vừa mắt thì mình ủng hộ nhà vườn ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha.